Tôi xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Trong những ngày cuối năm, những ngày làm việc cuối cùng, tuần cuối cùng rồi anh em. Không khí rất là tấp nập ha. Và mình cũng tranh thủ hết mức để hoàn thành càng nhiều càng tốt những thiết bị máy móc anh em gửi cho mình. Rồi hôm nay trước mặt anh em đây là cái bàn ủi hơi nước cầm tay hiệu là Lebelan. Đây là một thương hiệu đồ điện gia dụng khá là phổ biến trong thời gian gần đây. Thì máy này của chú mang máy đến cho Thịnh, trong tình trạng chú nói là không phun hơi, không sử dụng được nữa. Thì bàn ủi hơi nước cầm tay mà không phun hơi thì coi như là tê liệt, coi như là không xài được một cái gì nữa hết. Đó, không phải như những cái bàn ủi khô mà có chức năng phun nước, thì dù nước nó không phun thì người ta ủi khô. Còn cái này thì nó đã không phun hơi rồi, là hầu như là không sửa chữa, không sử dụng được nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem kết quả sửa chữa nha. Rồi các chế độ ở trên cái bàn ủi này có 3 chế độ này. Em thấy đầu tiên khi mà chúng ta đổ nước vào, nó sẽ chớp chớp đỏ ở đây, đó là nó đang đun nước. Và khi mà đủ điều kiện để phun hơi thì Thịnh chuyển qua chế độ phun hơi. Có hai chế độ phun, phun vừa và phun mạnh. Đó, chúng ta đang để ở chế độ phun vừa. Thì khi mà nó đủ điều kiện để phun thì cái đèn này nó sẽ màu xanh. Và anh em sẽ xem khi Thịnh bóp cái cò nha. Đó. Đó, anh em thấy ha. Đây mình. Đó, em thấy hơi nước ra nha. Đó, trên cái cò phun của những dòng bàn ủi hơi nước cầm tay này nó có hai chế độ. Một là chúng ta bóp giữ như thế này. Đó, khi nào chúng ta không muốn phun nữa chúng ta thả tay ra. Còn hai là chúng ta sẽ gài cái khóa xuống thì cái cò nó sẽ giữ cố định ở đây. Thì lúc nào nó cũng phun hơi, chúng ta không cần phải giữ cái ngón tay như thế này. Rồi ok, mình sẽ nói với anh em về cái lỗi trên cái dòng bàn ủi hơi nước cầm tay Lebelan này. Thì cái kết cấu của dòng bàn ủi này nó khá giống với những cái clip mình đã làm về T-Fan, về Lock and Lock. Đó, và nó cùng chung một cái cơ cấu, đó là trong đây nó có một cái hệ thống bơm, một cái bo điện tử. Nó có hai hệ thống, một cái bo điện tử. Hệ thống nó sẽ vận hành, đầu tiên cái bo nó sẽ điều khiển cái hoạt động mà đốt nóng. Cái hoạt động đốt nóng, sau đó là cái bơm. Cái bơm nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đẩy hơi nước nó bơm lên. Và từ đây từ cái miệng hơi này nó sẽ phun ra. Đó là nguyên lý cơ bản của bàn ủi hơi nước đứng cầm tay như thế này, hơi nước cầm tay. Thì quá trình Thịnh sửa chữa những dòng bàn ủi này, những cái lỗi Thịnh hay gặp nhất, một là không phun hơi như thế này, có nghĩa là nguồn nó vẫn có nhưng mà hơi nó không ra. Và thứ hai có thể nó mất nguồn luôn. Đó là những lỗi hay gặp. Và cái cách xử lý ở đây chúng ta phải đánh vào hai cái bộ phận chính yếu của nó, đó là cái bo mạch điện tử và cái hệ thống bơm phun. Đó. Thì cái khó khăn xuất hiện ở cái chỗ, nếu mà một người thợ họ không chuyên về cái dòng bàn ủi này, họ làm thì rất có thể họ làm sai cách. Họ làm sai cách ở đây có nghĩa là họ can thiệp sai trên bo, họ làm cho cái bo có thể là nó lỗi nặng hơn, hoặc là nó mất khả năng sửa chữa luôn. Bởi vì họ không chuyên về nó, họ không có sẵn linh kiện, họ không biết về cái sơ đồ mạch của nó, những cái kết cấu nó như thế nào. Đó. Cái câu chuyện ở đây Thịnh muốn nói với anh em, ngày nay sửa chữa những cái thiết bị thì anh em phải cố gắng tìm đến những cái nơi mà chuyên về cái dòng máy đó. Họ có kinh nghiệm, họ có linh kiện, đó, họ có sẵn. Nói chung là nhiều khi anh em nói cái bệnh, họ đã biết cái cách làm ở trong đầu như thế nào rồi. Và họ biết cái cách làm như thế nào cho nó bền, cho nó ổn định. Đó. Chúng ta tránh cái trường phái là chúng ta chế cháo. Nhiều anh em là không biết sửa, nhiều anh em thợ không biết sửa cái dòng đó thì làm theo cái kiểu là chế, ví dụ như câu tắc đấu trực tiếp vào cái bộ đốt đó. Thì người dùng, người ta lấy về dùng xài đâu đó được vài ngày nó hư chết hẳn luôn đó. Thì anh em lúc này anh em mang máy qua những cơ sở mà chuyên sửa thì người ta cũng không cứu được nữa, bởi vì bị sửa sai cách. Đó là cái tâm sự thật lòng mình chia sẻ với anh em. Chúng ta làm, chúng ta hướng đến cái độ bền cao để cho người dùng xứng đáng với cái mà cái công sức người ta bỏ ra, người ta đi sửa chữa. Như Thịnh là lúc nào Thịnh làm cho anh em cái nào mà Thịnh biết nó bền, Thịnh biết nó ổn định, nó như zin lúc đầu thì mình mới làm. Và đương nhiên mình làm luôn kèm một chế độ bảo hành cho anh em đàng hoàng, yên tâm. Đó là như vậy. Rồi ok, nếu anh em nào sử dụng cái dòng máy Lebelan này gặp phải cái lỗi không phun hơi ha, hy vọng anh em xem được cái clip này thì anh em biết mình đã sửa chữa thành công và mình đã có kinh nghiệm để xử lý cái dòng bàn ủi này. Rồi nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp, anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới. Bye bye anh em, chúc anh em chuẩn bị có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ nha.